Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với cửa hàng audio của H Kinh Ngập Audio. Thì ngày hôm nay em mang đến cho anh em những bộ dây loa rất là đẳng cấp của Mỹ. Đấy, hàng chuẩn xịn. Và em ở đây em về được 2, 4, 5 bộ. 5 bộ dây loa nhé. 5 bộ dây loa. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em. Đầu tiên là anh em phải nhìn từ cái hãng của nó trước. Đấy. Đây là một con chặn nhá, Kimber. Đây là dây loa Kimber cạp. Đấy, Kimber cạp. Mã số là KS3040 Speaker nha anh em nhá. Đấy. Make in USA, hàng chuẩn luôn. Đấy. Một cái cục chặn rất là lặng. Đấy, cũng như là to, chắc chắn ở đây. Đấy. Thiết kế rất là đẹp. To thì như anh em thấy to hơn một ngón cái nhá, to hơn một ngón tay cái. Đầu tiên chúng ta phải xem từ cái phần rắc. Đấy, rắc của nó là rắc càng cua anh em nhá, càng cua. Và càng cua này hai cỡ này, cho hai cỡ cầu loa anh em thoải mái kết nối. Đấy, càng cua này được mạ vàng 24k theo công nghệ của audio. Đấy, trong ngành audio. Đấy, cho cái chất lượng tiếp xúc rất là tốt, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ tiếp xúc của nó nhá. Đây ngoài vỏ nó có in WBT Speaker cạp Make in Gemali. Đây là rắc này, mã rắc rất là xịn. Đây là chiều mũi tên nha anh em nhá, để chiều mũi tên rất là đầy đủ. Đấy. Dây hai vế như thế này rất là đẹp. Xuống thì đến cái phần chặn của nó rất là to, anh em có thể lắm vừa trong lòng bàn tay. Đấy. Chặn to, chắc chắn. Đấy. Dây được bọc chống nhiễu, bọc sắc rắn nha anh em nhé. Bọc sắc rắn rất là đẹp. Đấy, như anh em thấy ở trước ống kính. Đấy. Rất là đẹp. Em về được vài bộ để cho anh em nào thực sự đam mê có thể chơi, cảm nhận. Con này thì hoàn toàn nó là đồng nguyên chất anh em nhé, đồng nguyên chất OCC, cái độ tinh khiết rất là cao, thế nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về các cái giải âm thanh mà nó mang lại. Đấy. Đầu tiên nói về giải bát, lực bát nó cho rất là đầm, chắc và sâu. Đấy. Còn chung nó cũng thế, cũng rất là sâu, nó được kéo xuống khi anh em sử dụng loại đồng OCC, đồng tinh khiết. Đấy. Loại này thì những loại đồng OCC thường rất là ít các nước có cái công nghệ sản xuất đồng như thế này. Đấy. Thế nên là khi áp dụng vào những cái dây loa, nó cho một cái chất lượng cực kỳ tốt anh em ạ. Đấy. Đồng tinh khiết của nó cho những cái giải âm thanh của anh em được lắng xuống này, mịn. Cái loại đồng nó rất là mịn nhá. Mịn và cho anh em cái chất lượng âm nhạc nó không bị xôi xạ. Đấy. Nghe rất lịm tai, cũng như là cho các cái giải bát rồi là mid rất là đầm chắc. Đấy. Còn cái giải chép thì nó rất là ok rồi, bởi vì là loại dây như thế này nó đều cho anh em hoàn toàn là 3 giải. Đấy. Anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng mà nó đem lại. Một con dây Kimber hàng nguyên zin của Mỹ. Đấy. Đấy, hàng rất là đẳng cấp như anh em thấy. Một bộ nó rất là khủng. Thì bộ này là mỗi vế nó rơi vào 2,5m. Đấy, tổng bộ là 5m. Và bên em đang để với giá là 5.500.000. Đấy, chỉ có giá là 5.500.000 để cho anh em chơi. Rất là dễ sắm một bộ dây loa cực đẳng cấp của Mỹ như thế này. Đấy, mà cái loại đồng của nó em phải công nhận là cực kỳ tinh khiết. Đấy, cho anh em nào muốn trải nghiệm cái bộ dây nó đẳng cấp như thế này của Mỹ. Đấy. Thì ngoài rắc càng cua ra thì em còn loại rắc bắp chuối anh em nhé. Bắp chuối, đây là loại bắp chuối đây. Đấy. Có em nhập về hai loại rắc để cho anh em chơi rất là dễ dàng, càng cua và bắp chuối nhá. Đấy. Hàng nguyên zin nhá. Và anh em nào cần tư vấn thêm cũng như là liên hệ đặt hàng, có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em. Đấy. 0963411622. Và em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Anh em cũng đừng quên like cũng như là đăng ký kênh cho em, để em ngày một mang những cái sản phẩm chất lượng nhất đến với anh em.
nhé. Và xin chào toàn thể mọi người.